chào các bạn. Hôm nay tại hệ thống Lotus Stay Shop đường 3 tháng 2, chúng tôi lại vừa mới về một dòng sản phẩm mới của hãng Lenovo, được mang tên là Lenovo Yoga 500. Bởi vì sao mà nó có được đặt tên này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Sở hữu màn hình 14 inch với thiết kế màn hình gương, cảm ứng đa điểm, rất là nhạy và mượt. Cấu hình đề nghị đó là cài Windows 8, sở hữu chip Core i3 thế hệ thứ tư, RAM 4GB, ổ cứng 500, hoàn toàn cho các bạn sử dụng văn phòng có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu. Đây, cấu hình của nó là chip Core i3 thế hệ thứ tư 4030U, xung nhiệt 1.9, RAM 4GB. Máy được trang bị chip màn hình là Intel Graphics Family. Đây, tổng thể máy. Máy được thiết kế với giao diện touchpad hợp lý, rộng rãi, các bạn thao tác rất là thoải mái. Dòng sản phẩm này cũng rất là mỏng nhẹ. Lớp vỏ ngoài được thiết kế là cao su chống vân tay, rất là bền. Trang bị cổng USB 3.0, cổng nguồn, LAN, HDMI. Mặt sau được thiết kế tản nhiệt, khe cắm thẻ nhớ cạnh bên hông, dây cắm nguồn. Trang bị đi kèm theo máy là adapter zin của Lenovo chính hãng. Và đây chính là tính năng mà dòng sản phẩm được đặt tên là Lenovo Yoga 500. Chúng ta thử mở màn hình nhé. Vâng, màn hình có thể mở 180 độ, thậm chí là 360 độ. Như các bạn thấy, thiết kế dạng lều cho chúng ta góc nhìn rất là thoải mái, đa năng trong những buổi thuyết trình cũng như là các góc nhìn hợp lý. Đây, chúng ta có thể gập ngược lại và nó vô tình trở thành một cái máy tính bảng cho các bạn sử dụng, rất là tiện lợi. Chắc hẳn là các bạn trẻ hiện nay sẽ rất thích dòng sản phẩm này với những tính năng độc đáo cũng như là sự gọn nhẹ cơ động của nó. Sản phẩm hiện nay đang có mặt tại laptopsachtayshop.com. Các bạn tham khảo thêm chi tiết tại website www.laptopsachtayshop.com. Chào các bạn và hẹn gặp lại.